Xin chào các bạn. Thì dạo này ở nhà phòng chống Covid thì tôi cũng trồng một số cái nan rừng. Đặc biệt hôm nay tôi trồng cắt cái kỳ cây mít, cây tức là lá nó tròn thì cứ gọi là cây mít đi, mít đang đây. Đấy thì mời các bạn cùng theo dõi. Đấy các bạn, thì tôi sẽ trồng mấy cái kiến vào cái thùng xốp kia. Thì dạo này nó rất ít thôi thì chia sẻ nó rẻ quá thì cũng chia sẻ một vài cái thôi. Trước tối live stream thì chia sẻ một vài cái thôi, bởi vì nó cũng có ít mà chia sẻ lại rẻ quá, nên là mình cũng nói chung là duy trì kênh thì cũng chia sẻ vài cây, còn chủ yếu là mình trồng một số. Tất nhiên trồng quá trình nó lên nó bén mà đẹp thì thi thoảng lại chia sẻ vài cây, tức là dạo này nó ít mà. Đấy thì mời các bạn, hôm nay tôi sẽ cắt cái cây ki mít, tức là lá nó to như lá mít, vùng đất đất côi. Đấy thì mời các bạn, thì tôi sẽ nên tôi lấy xuống. Đấy các bạn, đây thì đây là cây mít đất côi, tức là nó ở vùng đất côi thì tôi cũng chưa đặt tên gì, nó chưa có hoa. Nhưng mà năm nay nó ra nó rất dài các bạn, thì nó có hai cái kỳ đây. Thì tôi định cái hoa để xem nhưng mà nó chưa, nó không ra hoa mà nó ra hai kỳ, nó có rễ rồi. Thì bây giờ tôi mới xách xuống là tôi trồng, cắt ra trồng, trồng hai kỳ ra hai chậu khác. Thì cái này còn sang chờ nó ra hoa xem là đẹp không. Các bạn thấy lá đây này, tôi vừa sáng tôi vừa tưới, dạo này mưa thì vẫn phải tưới. Còn kiến, các loại kiến tôi trồng nó lên rất đẹp này. Có những con kiến tím rất đẹp này các bạn, thân vàng thân biếc. Đấy thì các bạn nào quan tâm thì xem tới. Còn đây có một cây thân vàng rất đẹp. Đợt trước lá nó bị nhũn một tí, tôi bôi thuốc ấy là nó khỏi rồi. Bây giờ nó lên ngọn lên rất đẹp này. Cái này định kích hoa, không biết bây giờ kích cái ra là hoa. Đợt trước để nó ra tự nhiên nhưng mà nó không ra. Cây là thân vàng rất đẹp, kiến thân vàng. Các bạn thấy lá khá đẹp. Đấy bây giờ thì các bạn cùng xem. Tôi sẽ xuống tôi trồng cái này. Đấy các bạn thấy lá của nó rất đẹp này. Lá trên là tròn vo. Đấy thì xin mời các bạn. Đấy thì cái này nó có hai cái kỳ. Các bạn thấy cây đẹp không? Cây này vùng đất côi. Lá nó gần rất đấy, vì khi nó kiến nó lên vừa rồi lá nó to nên là tôi thấy thế, tôi trồng được mấy cây. Đấy thì mời các bạn xem. Tôi thì cũng đấy, nó có hai cái kỳ đây. Còn đây là một số cái kiến của trưa hôm nay tôi định trồng đây, trong trời đang mưa thì chắc là một số cái to thì mình cứ gắn này, kia là rêu riết. Đấy thì bạn nào quan tâm quá trình trồng giả hạt thì các bạn, cái này thì tôi cắt từ đây. Thì bữa trước tôi ghim nó vào này nhưng mà đây chắc tôi cắt từ đây. Rễ nó lên này, rễ rất là ụt. Đấy tôi cắt từ đây, cắt xong tôi bôi keo nền sẹo. Đấy các bạn, thì nó hai cái kia như này thì tôi cắt làm đôi, tôi trồng hai chậu. Đấy các bạn,
Thì về nguyên tắc mà trồng những cái kia này thì khi mình cắt xong ấy thì khả năng phải để một lúc cho nó ráo nước xong mình bôi bôi cái keo liền sẹo vào đây, thì tức bôi ngay là nó ướt là nó vẫn có thể nó bung ra. Nếu các bạn thấy cái lá mạ của nó rất to nhưng mà cái lá kia này nó cũng chưa to lắm đâu, thì tất nhiên quá trình trồng là nó nên đây các bạn nhìn cái. Cái lá cái cây mẹ nó rất đẹp này, đây lá gốc, nhưng mà cây con này thì lá nó mới thế này thôi, thì tôi trồng nó hai 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 chậu để nó ráo nước này. Đấy các bạn, thì tôi bôi keo liền sẹo vào hai cái kia này, thì kia này kia mít đắc lây, trong lá nhỏ nhưng mà cái thân mẹ nó là rất to, nó chưa có hoa nên là chờ hoa. Thì trong khi chờ nó khô thì mời các bạn cùng theo dõi tôi ở nhà trải tôi thay nước cho con ba ba. Dạo này nước nó xanh quá rồi. Đấy là cái bụi tổ quả trong giả hạt đây. Thấy lưng nó xanh mét này, thôi bây giờ mình rửa cho nó đã. Trời bắt đầu mưa. Các bạn thấy chưa? To, khá to. Đầu nó đây. Con này tôi nuôi được mấy năm rồi? 5 năm rồi. Cô biết ở nhà phải thì chơi trồng nuôi trồng có ba. Sáng tôi vừa cho nó ăn này nên là nó để tôi bấm một kiểu ảnh. Nó không thò cái đầu nữa sao? Đấy, nó thò cái đầu đó các bạn. Cái này nó tôi hay bắt cá mương cho nó ăn. Thôi bây giờ tôi thả nó vào. Đấy các bạn đã thả nó vào đây. Nước lại trong vắt. Thì các bạn ở trong vào đây thì đây một số kiến, cái to cái nhỏ, cái to khả năng tôi trồng một chậu, còn những cái nhỏ nhỏ này thì tôi lại bấm nó vào đây thôi. Trong những cái này đây, cái này nó vẫn còn cái vỏ cây này.
Để tôi bấm nó vào đây. Để cái này nó nhỏ, tôi không cắt rẽ. Đấy các bạn. Những con kiến tím này. Theo chiều này. Trời bắt đầu mưa rồi. Đây, những con kiến ấy, nhỏ rất đẹp. Tất nhiên thì tôi vẫn để vài cái thì vài cái to to này tối có thể là chia sẻ hoặc bốc số. Thì tối không rảnh rảnh thì cũng nhặt mấy cái kiến và mấy chậu lên giao lưu chia sẻ với các bạn. Đấy thì tôi cứ trồng dày này. Nếu bắt đầu mưa rồi thôi tôi vào để tôi quay trồng cái hai kia. Còn cái này thì tôi sẽ cứ bỏ. Đấy các bạn, thì tôi đã trồng hai cây mít đặc côi ở đây. Đấy rẻ thì thế thì mình cứ để trong râm mát vài bữa. Cái này nó được phải mười mấy cm ạ. Đây các bạn, so nó phải được 16 17 cm. 15, tôi cho 15 16. Đấy, tôi trồng một cái vào chậu đất. Một cái vào chậu, một cái chậu nhựa, cái chậu đất. Đây còn kiến thì hôm nay tôi trồng một cái này, chắc nó cũng được khoảng 20 cái. Thế này thì để nó giữ ẩm này thì mình để trong này thôi. Thì video thì tôi làm đến đâu thì chia sẻ những cái gì mình biết. Còn quá trình làm YouTube thì có gì mà các bạn là không ưng ấy thì các bạn có thể comment góp ý. Cũng mong các bạn là không ưng thì góp ý chứ đừng có cho ngón tay quay xuống này, nên nó cũng không không nên theo tôi thế. Còn tất nhiên tùy mỗi người. Video hôm nay tôi làm đấy kết thúc, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.